Hai người nước khác nữa. Cái bụng rồi. Ừ. Chờ cái này chút xíu. Ui, lố quá. Đây nè. Đó. 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 Thôi rồi, anh Tháo, thôi rồi. Đây. Thôi, thả rồi, tỉnh biển. Hôm nay là cái tối chút các bạn. Mũi chuông nè. Cái chùa ở trên đó đó. Bớt lửa, bớt lửa, bớt lửa. Lửa nằm đâu ta? Rồi tắt luôn. Rồi, rồi, rồi. Không, sốc, sốc luôn. Trời mình cứa luôn. Đây, các con. Cả đá nữa nè. Một cài nữa. Để chấm với nước mắm mặn nè. Nói gì cơ. Rồi mời anh Sáu nha. Ờ. Rồi các bạn nè, cá nào bự bự nè các bạn. Mà nó làm gì chồng. Ừ, cũng ngon đó. Rồi buổi trưa ở Hồng Nghệ nha các bạn. Thì ông bạn mình đang lội lội dưới biển á. Mình xem window mình đây các bạn. Thì mỗi kỳ đi biển mình chơi á, là như đi mấy cái hòn á các bạn. Mình đều đem cái chiếc xe window yêu quý của mình theo. Đây là chiếc window V1 yêu quý của mình đây các bạn. Thì mình đem theo ra đảo mình chơi cho nó sướng các bạn. Thì tiền đem theo ra đảo thì đi về là có 40 ngàn thôi. Cái xe này nè. Đi 20 ngàn về 20 ngàn. Là tiền khiêng lên khiêng xuống đó các bạn. Tiền bốc vác á. Thì mình ra đây nếu mà mình có phương tiện, nhất là cái xe yêu của mình đi chơi nó càng thú vị hơn. Mình mướn xe. Mướn xe thì nói về cái tiền á thì cũng không phải là nhiều lắm. Nhưng mà mình đi cái xe của mình thích hơn các bạn. Nhất là cái xe yêu quý của mình. Đồng hành với mình là Hồ Đà Nghệ nào. Hồng Sơn, đảo Nam Du, Phú Quốc, Côn Đảo nha các bạn. Đồng hành với mình rất là nhiều. Đó, các bạn thấy đã không? Ngày qua nay mình đi là mình chạy cũng 500-700 cây rồi các bạn. Từ Sài Gòn đi Hậu Giang. Rồi, rồi. Thì các bạn nói là xe mà xe nhất hãng, nhất cái lỏng á, đi tour không có được. Thì mình xin nhắc lại các bạn là nhất nào đi cũng được hết các bạn ơi. Tại các bạn thích thôi chứ. Mình đi tới Tây Bắc cũng đi nhất W30 thôi. Cơm. Tới giờ cơm rồi. Thôi tạm ngưng các bạn, tới giờ cơm rồi. Cơm về bán sao cô chủ? Bán phần hả? Hả? Ý là mình bán mình tính cơm phần hay là sao? Cái này nè, cái này là 50 ngàn thôi đó. Gì rẻ dữ vậy? Kệ đi. Hả? Mình bán kệ đi. Hai người mà có canh chua, có mực xào không? Không, không. Cá kho, à đúng rồi. Cô bưng ra luôn đi, gì có 50 ngàn người, trời rẻ dữ vậy? Nhưng mà năm rồi tôi ra đây tôi mua cơm nguội, cô nhớ tôi không? Nhớ không? Năm rồi mà mua cơm không rồi cô cứ dòm tôi hoài. Tại vì năm đó đi không có tiền.
Đó thì một phần cơm vậy là tại vì hỏi giá để mình rồi, review à, chứ không phải gì á, nhưng mà cô nói là có 50.000 thôi là một người, hai người là 100.000. Thì có cá này các bạn, cá này cá gì đây, lát ông kia lại hỏi cá này cá gì anh sao, cá cái gì, cá gì, cá hồng, cá nhồng, cá câu, cá ở đây mình câu ha, cá ngư dân ở hòn cá câu các bạn. Đó là dưới món cá kho. Thì cô chủ nói là một phần như vậy là có 50.000 anh Hải. Hai người là 100.000. Rẻ dữ trời. Rẻ hơn đất liền luôn các bạn ơi. Cá kho luôn là cái kho mực xào hả? Cá kho. Cá kho thì khỏi mực xào. Thì đất liền thì các các không biết nữa. Các bạn ở đất liền các bạn ăn với cơm là cũng 30-35.000 dĩa rồi. Thì những cái quán lớn là 50-60.000. Ông biểu ông sôi rồi bắt xuống luôn á. Đây là cá đang khô sôi sọc sọc luôn các bạn. Ổng đảo chắc đảo rồi á. Rồi. Ok. Quá trời ngon luôn. Vậy là mà lúc nào ra đây cũng ghé đây ăn nha, rẻ quá. Ủa cái này sao chưa? Nhỏ lửa lên đi không, anh lấy cái ghế đó cái gì hả? Quá trời thôi, sụt sụt luôn có 50.000 rồi. Người hai dĩa cá này không thấy đủ vốn. Nhưng mà cá này nó ngon con, ngon. Cá này nó ngon. Cá này ngon, cá câu ngon. Ừ, đi ra ăn thử. Ở đây người ta câu luôn hả? Đây ta câu luôn. Tại vì cá bóp tôi đi đâu cũng ăn cá bóp riết rồi tôi ngán nè. Cá bóp tành lắm thấy. Chứ lại nó nuôi á, mà đi đâu ăn cứ món cá bóp riết còn ngán. Quay mất cỡ rồi không được hả? YouTube mà nó mất cỡ rồi tụi kỳ lắm nha. Cái chứ mình dừng lớn tuổi làm sao mình ăn cái miệng mình ăn nó không đẹp bằng mấy con gái vậy. Mấy con gái này ăn nó sửa miệng sao đẹp quá. Mình nó ăn bớt sổ. Nhiều khi ăn thỏ nó thiếu ấy. Ăn rồi mất rồi mất. Cải nó đi. Cá này cá rẻ. Ủa? Cá này nó rẻ. Rẻ tiền thì nó bán, thì nói chung là người bán nó cũng thật tình. Nó bóp 100 mấy. Trong khi cái này nó rẻ thì bé nó nói, mà nói chung tôi đi đường rồi ăn không thần cũng phải 60-70.000 mà đông người nha. Còn hai người hai người nó khác nữa cái bụng rồi à. Trời cái này chút xíu lớn quá đây này. Đó chà hết rồi luôn. Thôi rồi anh Tháp, thôi rồi. Đây. Thôi, phải là tỉnh thạo. Rồi đây mình chút xíu nè. Thôi, cứ đi. Ông tính ngồi lấy cái hậu cảnh cho thấy biển. Ừ, mà nó tối cậy nó. Biển nào thôi. Đó, hôm nay là cái chùa. Tối chút các bạn. Mũi chuông nè. Chùa ở trên đó đó. Bớt lửa, bớt lửa, bớt lửa. Lửa nằm đâu ta? Rồi tắt luôn. Rồi, rồi, rồi. Không, sọc sọc luôn. Trời miền cứa luôn. Đây, cái con. Cái cả đá nữa nè.
Càng nữa. Chấm với nước mắm mặn. Nói gì cho. Rồi mời anh Sáu nha. Ờ. Và các bạn nè, cá nào bự bự rồi các bạn. Mà nó làm gì cho. Cũng ngon đó. Cá này nó cá này ở hồi người ta câu luôn. Giống giống với cá xương xanh. Biết cá xương xanh không? Biết. Nó làm vô mới có. Làm vô nhiều. Tụi với anh đâu có đi làm vô lần nào ta? Không. Tôi đi mấy người bạn vô. Ở lại sơn cũng đẹp. Đã quá các bạn. Được sơn đúng đi rồi. Để lại sơn nó giữa nửa đường. Đúng là tôi cũng đi cũng hai lần. Sáng trên tàu đó, thằng bạn tôi nó gọi. Nó nói hẹn nó đi Hồng Sơn rồi đi rồi. Tôi nói là cái thằng lễ. Sơn là lại sơn á. Ừ. Tôi hẹn nó qua đám cưới tôi mới đi. Nó ra quá trời. Cái này đi Hồ Nghệ. Đi cũng đi xe gắn máy là đi ra xe hơi. Đi xe hơi. Đi xe hơi chưa. Cái mình tôi là đi gắn máy với mấy bạn tôi đi đâu có nổi. À, không phải lớn nhỏ gì thôi mà quen đi quen à. Cá 9 giờ. 9 rồi quá hả? 9 giờ. 9 rồi, 9. Cái đầu ra. Bút mới ra. Bút ra nó dễ ăn. 9 giờ rồi luôn. Ủa, khá này. Ủa, nhiều dữ chứ. Chắc nguyên con quá. Mua hết cơm xong múc tới cơm cháy rồi. Thôi, chắc hết cơm mà. Còn cơm không? Còn cái nữa đang vô nha. Cô ơi, còn cơm không cô? Cô chủ ơi. Bà chủ. Tính cho rồi ăn không tắt cá chín thôi quay ra đủ rồi. Đây là làng bè Hậu Nghệ các bạn, mà được mới vừa dời qua mấy hôm trước đó, là nó ở mé bên kia kìa. Một năm bây giờ hai lần. Đây là Hồng Ngại nè các bạn. Hướng đó là miếu bà chú sứ. Thank you.
lần thứ hai. Chôn các bạn, cây mũ chôm cây này to, rất là to lớn luôn. Cây này cái tàn lớn về ra nó có cái trái, các bạn thấy nó chùm trái. Chưa, đi chưa? Đi, đi. Từ 5 phút đi. Em biết cây này cái gì không? Cây mũ chôm. Có đi vô hang được đâu quay thầy. Chỗ cái chánh điện mà. Đây nó có cái vỏ để người ta treo trái cây cho mấy con sóc ra. Đây chắc có sóc thôi chứ. Cái vỏ nó treo trái cây cho mấy con sóc nè. Chứ đây chắc chưa có khỉ. Đây có khỉ không thầy?